Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái bộ sản phẩm, nó là cái ổ cắm hiện giờ M660. Thì đây là vỏ hộp của bộ sản phẩm này. Trên tay mình đây là sản phẩm, khá là nhỏ gọn. Thì tính năng của cái ổ cắm hiện giờ này là nó sẽ tự động tắt nguồn điện theo cái thời gian mà mình cài đặt. Đấy, thì có thể ứng dụng nó vào trong các cái bộ tự động ngắt sạc điện thoại, sạc xe đạp điện hay là các cái đồ dân dụng ở trong gia đình ấy. Ví dụ như là buổi tối mình bật quạt ấy, muốn đến tầm bao nhiêu tiếng sau thì là tắt cái quạt đấy đi, thì có thể sử dụng cái bộ này. Thì về thông số kỹ thuật này, các bạn sử dụng điện áp đầu vào là 220V, từ 110 đến 220V AC này. Đấy, 240 ấy. Và công suất là lên tới 2200W. Đấy, công suất trong cái thời gian mà không có tải là 0,5W. Các bạn có thể cài đặt được giờ và phút. Tức là giờ thì là từ 1 đến 24 và phút là 1 đến 60. Rồi. Thì, bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem cái chức năng của nó nhé, và hướng dẫn các bạn cài đặt. Thì ở đây mình sử dụng một cái tải là cái bóng đèn ổ cắm điện này. Đây là ổ cắm 3 chấu, các bạn có thể cắt cái chấu này đi, này cắt cái chấu này đi và giữ lại hai cái này. Đây. Thì ở trên mặt trước của sản phẩm có một led hiển thị này, hiển thị cái thời gian và chế độ cài đặt, một nút set để set thời gian và một ổ cắm đầu ra để kết nối với tải. Thì đây có hai dạng, là dạng hai chân và dạng ba chân này. Bây giờ mình sẽ cắm tải vào. Để vào chế độ set, các bạn nhấn giữ nút này, nhấn giữ nút set. Đấy, F1. F1 là cái số phút. F2 là cái số giờ. F1 này. Đấy, các bạn để một lúc và ấn số thời gian. Nhấn tăng lên là được 60. Khi mà lên 60 nó sẽ vào cái chế độ AA. Là chế độ luôn sáng. Đấy, A là luôn sáng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cài thử phút này, 1 phút này. Bạn để khoảng 3 đến 5 giây nó sẽ tự động vào cái chế độ này. Đây, đang hoạt động này. Thì sau 1 phút ổ này nó sẽ ngắt, ngắt điện ra ở phía tải. Các bạn chờ nhé. Thì với cái bộ này các bạn có thể cài số giờ và số phút tối đa là 24 giờ. Đó. Thì sau 1 phút thiết bị đã tắt. Bây giờ để chạy các cái tức là set lại thì bạn nhấn vào set này. Đấy, nhấn tăng lên thì cái số thời gian này nó sẽ nhớ ở cái lần sau. Lần sau mình nhấn ấy, nó sẽ bắt đầu từ cái số đấy luôn. Đấy, nó bắt đầu từ cái số ví dụ vừa rồi mình để 8 rồi, mình nhấn là, tức là nó nhớ cái thời gian mà mình cài đặt ở lần trước. Đó. Rồi. Thì với cái bộ này các bạn có thể ứng dụng nó vào trong cái việc cài đặt thời gian, bật tắt thiết bị ở trong các cái hộ gia đình.
trong các ví dụ như là quạt, lò sưởi hay là các cái bộ sạc mà không có chế độ tự ngắt đấy. Đó. Rồi, thì vì cái video giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ ổ cắm hiện giờ M660 của nhóm bên đây là kết thúc. Nhưng mà bạn nào có thắc mắc về sản phẩm này thì có thể liên hệ với nhóm. Rồi, thì hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.